chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo kênh Sapa TV. Hiện tại Hải đang có mặt tại ngôi nhà mơ ước của mình các bạn ạ. Và hôm nay mình tiếp tục update cho các bạn xem là công trình đến đâu rồi. Còn vừa đây thì Nga Sumo với cả Phạm Dũng mấy đứa chạy đi ăn sáng rồi. Mình tranh thủ ở nhà để quay chia sẻ với các bạn. Đấy, anh em đang bắt đầu xuống đồ nội thất đây. Còn có 4-5 ngày nữa nhưng mà không biết được có kịp không. Đấy. Đây là đồ gì đây nhỉ bạn nhỉ? Đây là thiết bị phòng gym các bạn ạ. Cái này là máy MBH Fitness. MBH. Cái này lắp khoảng mấy ngày xong bạn nhỉ? Mình với cái tiến độ này chắc mình phải lắp 2 ngày đấy. Hai ngày. Thế à? Thôi anh em cứ 2 ngày thoải mái đi, không vấn đề gì cả. Không cần nhất thiết phải ngày rưỡi đâu. Hiện tại mình còn tới ngày 25 mà, chứ mình 23 là mình hoàn thành rồi. Thì đây là mình đang xuống cái này đầu máy chạy. Đầu máy chạy. Mở cái kia ra xem cái màn hình. Hôm nay là phá trinh là mới đen hết rồi. Đúng rồi. Dáng đẹp mặc váy đây. Đúng rồi. Đây là nhân dịp 20 tháng 10 nên là tặng vợ bộ tập thể dục các bạn ạ. Để làm sao mà tập cho nó chạy nó tít. Cái này là màn hình cảm ứng để mình có thể xem phim lướt web ở trên này. À, vừa chạy vừa xem phim lướt web luôn. Đúng rồi. Đây bạn đứng ở bên này cho nó. Ý là xem được cả phim như đấy anh. Đúng rồi, mình vào YouTube xem phim lướt web. À, ở đấy là dùng hệ điều hành Android mà. À. Cái máy đấy là công nghệ hiện tại là mới nhất 2023. Mình vừa chạy mà lại vừa xem Sapa TV được thì đúng là còn gì bằng các bạn ạ. Đấy, chuẩn luôn. Vừa ăn vừa tập đấy. Cái này đây nó tăng trải nghiệm cho khách hàng. Ừ, chính xác, nó không dừng lại ở cái việc là mình tập mà nó nhàm chán nữa, đúng không? Nó thì thay vì trước kia bạn tập khoảng 30 phút nhưng mà khi mà mình lên cái máy này mình tập cả tiếng được, nó cảm thấy rất thoải mái. Cái này là máy chạy đúng không? Đây là toàn bộ là hàng này là mới đét 100% hết nha các bạn nhé. Nguyên đai, nguyên kiện, nguyên siêu. Đấy, đang bóc thùng gỗ. Trước chọn cái phòng tập gym này, những cái đồ tập này thì cũng rất là đau đầu. Bởi vì là thực sự là trên thị trường có quá nhiều những cái đơn vị cung cấp những cái sản phẩm như này. Nhưng mà sau một thời gian lựa chọn thì quyết định chọn ông MBH. MBH. Chủ yếu bên mình là set up vào phòng gym, phòng gym kinh doanh là chủ yếu. Phòng chuyên nghiệp ấy đúng không? Đúng rồi. Mình làm có những dự án tới 3 đến 4.000 mét vuông. Thấy bảo là bên công ty bạn làm đã từng làm 500-700 phòng gym trên cả nước rồi nên là tôi cũng yên tâm. Đấy. Có thằng em nó làm phòng gym ở đây nó giới thiệu chứ. Mình cái xe đạp kia là xe đạp cần số đấy bạn. Như vào số như ô tô đấy. Hai bé nhà em với lớp 6, lớp 7 đạp được luôn đúng không? Ok đúng rồi. Cái đấy là tăng chiều cao. Đạp tăng chiều cao hay đúng là mình rồi. Cho chiều cao? Mình đạp mình có thể tăng được chiều cao cho các bé. Số. Cái này sẽ đạp cần số. Nói chung là về hôm nay là anh em đang tiến hành lắp nhưng mà phải xong xuôi hết thì mới ấy được. Thế còn tôi hỏi chút này, thế còn chế độ ví dụ như là bảo hành hậu mãi hay là các kiểu thì như nào bạn nhỉ? Hiện tại như cái thiết bị gym của MBH này mình thấy là đang mình chỉ tuyển chọn đáp ứng được 5 cái nhu cầu của khách hàng. Cái nhu cầu thứ nhất là nhu cầu về giá. Thì hiện tại là bên mình đang đưa ra cái mức giá bán là nó hợp lý nhất trong các sản phẩm cùng chủng loại của các thương hiệu khác nhau. Thì cái vấn đề thứ hai là vấn đề về hình thức thanh toán. Thì đối với phòng gym ấy, thì bên mình đang có hỗ trợ cái gói trả góp không lãi suất đấy. Còn về cái vấn đề bảo hành ấy, thì bên mình đang bảo hành là 36 tháng miễn phí. Còn cái bảo trì là cứ 3 tháng mình tới bảo trì cho bạn một lần. Nhưng thế thì quá tuyệt vời đấy. Còn chế độ hậu mãi thì hiện tại bên mình đang có áp dụng 3 chương trình. Chương trình thứ nhất là mình thu cũ đổi mới. Đối với những cái thiết bị mà đã hết hạn sử dụng hoặc là nó đã kém chất lượng thì bên mình thu về, sau đấy mình đổi thiết bị mới cho khách hàng. Vấn đề thứ hai là khi mà tất cả các phòng gym trên cả nước á, thì set up bên mình thì bên mình sẽ chịu trách nhiệm quảng cáo tìm kiếm khách hàng đầu tiên. Mình sẽ chạy quảng cáo 1 tháng Facebook để tìm kiếm khách hàng cho các chủ phòng gym vận hành nó đạt hiệu quả cao. Quá tuyệt vời. Thế còn hôm trước ấy là bên kỹ thuật đấy là anh em bảo là lên thiết kế phòng gym cái thứ là
Bên tôi đã có thiết kế rồi nhưng mà vấn đề là anh em lại thiết kế lại và cái đấy lại không tính phí đúng không? Đúng rồi. Cái đấy thì tôi đang có cái thiết kế 2D 3D, là khi mà mình tới mình khảo sát cái dự án như của bạn đây thì bên mình tới đo đạc xong đấy mình về thì mình sẽ hội ý với nhau, gồm có bên thiết kế này rồi bên kinh doanh này sẽ hội ý làm sao để đạt cái công năng sử dụng tốt nhất. Ví dụ như máy chạy bộ là đặt ở đâu này, cái dàn tạ đặt ở đâu này, rồi máy khối đặt ở đâu. Như cái thiết bị của mình đây là 12 thiết bị thì sẽ có công năng từng thiết bị khác nhau, đặt từng vị trí khác nhau. Rồi. Làm sao mà ông như này nhá, là ông phải thiết kế làm sao mà cho nó chuẩn, là vợ tôi nhìn phát là phải muốn nhảy lên tập luôn. Mình cũng thế thôi các bạn ạ. Tới đây thì mình đã sẽ có một cái series là giảm cân, có nghĩa là mình giờ này ăn uống béo đi lại nó cũng hơi bất tiện rồi, nên là phải nhờ các bạn bên MBH là hỗ trợ cho một em BT thật xinh tươi. Ok, cái đấy là hỗ trợ được. Nhưng mà tôi hỏi một chút như này nhé, ví dụ như là tất cả các thiết bị của bạn này, ví dụ như khán giả Sapa TV của tôi trên cả nước mà muốn lắp phòng gym cho gia đình hay là cho công ty hay là gì đấy thì có được ưu tiên khuyến mãi giảm giá gì không nhỉ? Cái này bình thường những cái chi tiết này thì chắc tôi phải hỏi bà xã tôi, nhưng mà nhưng mà tôi thì tôi có thể quyết định được là hỗ trợ cho giống như của bạn thôi, những cái đơn hàng mà trên 500 triệu á thì là hỗ trợ chiết khấu của khách hàng 10%. Dưới 500 triệu là 5%. Còn đối với những khách hàng mà đại lý trên cả nước thì tôi đang chiết khấu là 15%. Tôi sẽ áp dụng cho cái gói của những khách hàng mà có mật khẩu, mang mật khẩu Sapa TV là 10%. Nhưng mà thế còn số điện thoại để đặt những cái thiết bị tập này thì kiểu gì nhỉ? Nhưng mà thêm vào đó thì tôi cũng đã có thêm một chính sách như thế này, là tôi sẽ tặng cho khách hàng có mật khẩu Sapa TV một cái gói dịch vụ miễn phí của nhà hàng Sapa 10 triệu đồng. Nếu mà các bạn cứ đặt mua thiết bị thì sẽ được tặng cái đấy. Đấy nhá anh em nhá. Cứ đặt đồ bên chỗ MBH là sẽ được auto tặng một cái phiếu 10 triệu, muốn ăn gì, muốn chơi gì ở Sapa TV, ở nhà hàng của mình, muốn mua bao nhiêu trâu các bếp, cứ lấy cái đấy ra, tiêu hết thì thôi. Bây giờ. Rồi. Còn sau đấy là ông lại chiết khấu tiếp cho tôi 10%. Đúng rồi. Ấy, anh em à. Cái này là xe đạp trượt tuyết. Xe đạp trượt tuyết à? Đúng đấy nhỉ. Anh em cứ thong thả thôi nhá. Rồi má lợn chẩm chéo bú xua lên trông các bếp các kiểu. Vâng. Cái này lát nữa phải lắp hết lên, xong rồi nhờ ông tư vấn lại cho một lần nữa. Đúng rồi. Đấy, để làm sao mà cho nó dễ hiểu. Trong khi chờ đợi mọi người lắp xong máy ở tập phòng gym thì mình có mời Nga Sumo cũng như là bố của Nga Sumo với lại là hai anh bạn bên công ty chuyên lắp các thiết bị phòng gym. Giờ mời mọi người vào trong đây ăn trưa cùng gia đình nhà mình nhé. Mời cả nhà. Anh à, sao mình nghe giọng quen quen ai ở trên TV này nhỉ? Nghe hiểu ai ở trên TV này nhỉ? Hình như đây là Nga Sumo sao này? Mình có quen con bé này này. Anh ơi, bé này, anh. Ơ chẩm chéo này. Sao lại còn để số điện thoại thế này? Mình yên tâm, chú ra đòn đi. Đây là món chuột khổng lồ anh em nhé. Thế là mình nướng là mấy con? Em nướng một con to này và đủ
Thế là tổng là bao nhiêu món? Sẽ có hấp nướng, rượu mận, om hoa chuối và chuối xào lòng. Làm thêm đi ăn ngựa với cả con gà nữa nhé. Vâng. Có cái gì để ăn cơm nhỉ? Có thịt mắm tép anh ạ. À, thịt chưng mắm tép. Triển khai luôn. Con này là cân mấy đây? Con này là cân rưỡi ạ. To nhất đàn này. Này là cái gia vị để tiến hành nướng. Nướng là nướng than hoa hả em? Vâng, nướng than hoa. Còn đây là cái bắp ngựa này, làm đĩa bắp ngựa xào. Với ở đây là món hấp. Đừng chặt bé quá nhá, không gió thổi nó bay mất. Kìa. Con gà đâu, chặt xử lý con gà đi. Gà hải phải sau một cái mổ tươi luôn. Không có sẵn. Con em không có đồ sạch, mổ tươi đấy. Còn đây là món gì đây? Món nhượm mận. À, dừa mận à? Dừa mận với cả om om đi chuối luôn. Om đi chuối nữa. Ngon nhỉ? Thơm đấy. Cái này mình có phải nấu trước lâu không? Nó tùy từng con ạ. Nó dai thì phải om lâu. Nhưng mà như cái con này là em phải om 20 phút. À. Nhìn thơm. Nãy em cho bi chuối vào này. Cứ phải gọi là lấy cái nước này để mình om hoa chuối đúng không? Hoa chuối thì nó không bị ăn, nó không bị ăn cái sạn cái riềng của em ấy. À. Đấy các bạn ạ, làm là đều phải có kỹ thuật hết. Bỏ cái riềng hết ra. Tại sao mà mình ăn nó không có vị chát của riềng cái thứ, nó là bỏ hết cái ấy nó ra. Nhưng mà cái rượu mận thì lại cần cái riềng đấy đúng không? Cái này là chắc là sơi luôn được rồi này. Nhìn hấp dẫn nhá. Thôi. Ăn thật thôi, không ăn thử. Sốt rượu mận đúng không? Đưa mặn này lát mình ăn bún hoặc ăn cơm đều được nha. À, rửa mặn là phải cho thêm tiết. Nhưng mà thế anh rúi rồi, chú đã đánh chưa đấy? Cái thích anh rúi này rất dễ nhận biết này, vì nó đỏ, màu đỏ au luôn. Cho vào nó có độ ngọt riêng của nó. Đúng rồi. Nó tiết khác rồi. Tiết khác này nó sợ nó bị chát đấy, tiết này nó mới ngọt. Đây là tí bún nữa các bạn ạ. Tí rau, tí bún nữa thì đúng rồi. Châm hết luôn. Nha. Tôi đứng ở đây mà cảm giác nó thơm, cái mùi thơm nó sộc vào mũi. Thơm quá anh em ạ. Cái nước này nó chưa có độ sánh đúng không? Này là phải cần có thêm chút bột lăng nữa các bạn ạ.
anh em nào mà đam mê cái món gọi là chuột khổng lồ này thì comment làm phát mình thích lắm á. Thơm. Thơm quá, thơm quá. Này là cho một chút bột năng để tạo cái độ sánh, độ quánh. Đấy, sệt sệt ngay. Tí nữa cái này là để có cái nồi nào to không? Hay là mang hẳn luôn nguyên cái chảo vào đây được không? Cho tao bát. Không, đừng cho tao bát hỏng luôn. Chị cho phải cho em lên nồi lẩu cho em để nó sánh sánh ăn nó mới phơi pha chị ạ. Cho nồi lẩu là anh bếp ra. Đúng rồi, chuẩn luôn. Này, cho vào cái nồi này mới uy tín này, đúng không? Nồi này thứ nhất là nó không bị cháy khê khiếc. Thứ hai là nó ăn cái giống này là cứ phải nóng hổi cơ. À, bi chuối, đừng. Bây giờ chú cho cái ra nồi đi, tí bi chuối anh ăn bao nhiêu anh? Anh nhúng vào được không? Hay là... Nhưng mà nếu mà em nghĩ là em cái này ăn được nhừ mà. À, ăn nhừ được cái gì? Thôi thôi, quất luôn đi. Bi chuối càng nhừ càng ngon đi. Rồi. Rồi rồi. Cho hết bi chuối vào đi em, quất hết đi. Anh em anh khoái cái món bi chuối này, còn nữa không? Anh ăn hết đi. Bào thêm cho em một đĩa nữa đi, thì ăn hết cái này lại lấy cái nữa. Cho lên cái bếp ấy. Cái này nó có thịt mấy đâu mà, ăn rau ăn dưa là chính. Ăn cái nước của nó rồi. Đúng rồi. Cho lên cái bếp lẩu của em nhé. Ở đây thường thường nghe các bạn ạ, là họ sẽ nấu họ nấu chín hẳn cho các bát là mình ăn, nhưng mà mình thích ăn cái kiểu mà nó lưu diêu cơ. Cho một chút bột đao gọi là tạo cái độ sánh. Rau. Rau này là loại tía tô. Ngò gai, tía tô hay còn gọi là rau găng găng ấy, đúng không? Nó răng cưa ấy nhỉ. Thơm thế, ôi dồi các bạn ơi. Bỏ cái rau của nó thơm đến cái mũi luôn. Anh em nào mà có là tín đồ cái món này thì đứng ở đây tôi thật thề với các ông là không thể chịu được đâu. Nó thơm lắm. Thơm cảm giác như kiểu mình muốn ăn luôn đấy. Khi là mấy món này cho lên trước mà quật luôn đi. Xong rồi chú đánh cho anh một nồi nước dùng nữa. Để tí nữa là thầy lấy thêm bi chuối bổ sung thêm. Từng này anh nghĩ không đủ đâu. Vì hôm nay lực ăn là có bạn Nga Sumo nữa. Đấy. Em có biết Nga Sumo không? Em biết. Anh đến muốn ngủ gầm giường không? À, phải chết rồi. Vợ hỏi kìa, muốn ngủ gầm giường không kìa. Khi là vợ em à? Đấy, nó vừa bảo là muốn ngủ gầm giường, hôm nay 20-10 đấy. À, hiện tại thì đồ ăn của anh em mình đã lên rồi các bạn ạ. Và giới thiệu với cả nhà, đây là những cái món mà mình rất là yêu thích. Đấy, đây là món là rúi om hoa chuối các bạn nhé. Món này ăn bây giờ thì nhớ độ sánh này, độ quánh của nó này, cực kỳ là ngon luôn. Đấy, món này là Nga Sumo là thích lắm này, đúng không? Đấy, đây. Còn đây là món giả cầy. Đấy, nhưng mà nguyên liệu thì làm từ thịt rúi thượng hạng rồi. Đấy, các bạn thấy không? Thơm lắm. Và đây, đặc biệt là món rúi hấp. Rúi nướng thì chưa có.
Đấy, còn đây là có rau củ quả. Mình thì có order thêm một con gà với cả ít thịt ngựa nữa. Nhưng mà mọi người đang làm. Lỡ mà ai không ăn được rúi thì ăn gà, ăn ngựa. Ok? Dạ, ok. Ở đây có ai không ăn được không? Có cả món tiết canh sở trường của em Nga đấy. À, và đặc biệt đây là tiết canh rúi. Tiết canh rúi là món rất là thượng hạng luôn. Bạn đã từng xơi món này bao giờ chưa? Ai mà nóng trong ấy, chảy máu cam mà. Ừ. Cái tiết rúi tốt. Hưng có vẻ hôm nay là lần đầu tiên lên tivi nó hơi run. Thả lỏng lên, thả lỏng lên. Anh Hưng với anh Giang cứ thoải mái hôm nay sợi anh nha. Mới lên cơ nên mà em cũng căng thẳng mà em căng hôm nay thì bây giờ bình thường nhá. Em ơi có rượu trắng nha em ơi. Mấy ngày hôm nay là mình sẽ lanh quanh ở nhà các bạn ạ. Nên là phải làm tí tiểu cho nó đâu vào đấy. Đây đây. Nay 20 tháng 10 đứng lên lấy rượu cho lên. Ôi dồi ôi, nghe sai sai. Anh em thấy không? Thôi mình đứng dậy. Rồi, cho nó ga lăng. Tí về phải rửa bát nữa đấy nhá. Dạ. Thì ơi em đấy, lấy đấy, lấy chồng là phải bảo được chồng như đấy. Đấy, lấy chồng thì nó còn thơm mà. Dạy chồng từ tuổi bơ vơ mới về. À, em xin lỗi ạ. Thôi cho 12 bếp nước lên rồi. Thấy anh Hải khổ cho chị. Đấy. Đây em xin phép cả nhà mời bố trước. À, dạ. Hôm nay mình rất là vui khi Nga Sumo đưa cả ông ra ngoài này để tân gia nhà mới của Hải nữa. Cho mọi người chén này. Cho cho mấy bát rượu em ơi. Ông đã đi Sapa chơi bao giờ chưa ông? Lần đầu tiên. Lần đầu tiên. Em đã hy vọng. Thế này hy vọng là ông lần này là anh Hải và chồng con sẽ đưa ông lên đỉnh vào một ngày thời tiết đẹp trời. Lên đỉnh Phan Xipang em ạ. Em phải nói cho nó gãy gác mà. Không mà về bà mai vào Sun TV bảo đưa ông đi đâu rồi chết. Chết luôn, gọi đi cắt nữa. Ê, anh em mình kia cầm một ly ở bên kia xong mình lấy chị một ly. Cháu mời chú nhá, mời cả nhà. Rồi. Dạ, cảm ơn. Cô ca là bạn bên kia. Thôi chén đầu tiên thì nhân dịp 20 tháng 10 thì chúc chị em trong mâm. Đầu tiên là chị em trong mâm luôn luôn trẻ đẹp, vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc. Thứ hai là chúc toàn thể chị em trên kênh Sapa TV là luôn luôn trẻ đẹp như những chị em ở đây. Thôi mình nâng ly nhỉ. Đấy. Chị em mình là cứ lấy tiên làm chuẩn thôi chị Nga. Mời nhà nhá. Thật đấy. Wow. Hôm nay anh em nhiều khi thắc mắc là cứ bảo là sao 20 tháng 10 mà không uống đi anh. Ơ Nga uống à? Dạ em uống chứ. À. Chị gì là không được nha. Ít ít thôi nha. Anh em cứ bảo là 20 tháng 10 Hải thì em sao không tặng hoa chị em, thì thực sự là như mình con người rất là thực dụng không ạ? Thực tế từ cái hoa đấy, ví dụ như là 57 bó hoa, chục bó hoa hay là mất chục củ rồi thôi này, chuyển cái món này nhá cho nó đẹp. Nhá thằng mồm luôn. Chị Tuyên lại rất là thích thịt dúi luôn mà. Ờ à, đấy. Dúi là gì? Dúi nướng. À. Cồng nướng ạ. Cái gì? Cồng nướng ạ. Cả con dúi. À. Dúi nướng. Đây chị ơi, chị để chỗ này cho em. Dẹp ra qua đây hả? Cho bún vào bên em luôn. Dạ, cứ để vô đó đi em. Ôi, giận quá ha. Đây. Hôm nay là nhà mình làm combo nguyên rúi thôi. Cho anh mấy cái thìa để ăn tiết canh em ơi. Mà chuyên là còng rúi. Thôi, à, thầy ơi. Em xin phép mời đây mời thầy là chơi luôn cái món này cho nướng này, nó ăn nóng mới ngon. Nga Sumo. Em cảm ơn. Nga Sumo never say no. À, chiến đi bạn ơi. Mời cả gia đình nhé, mời đùi nhá. À lấy nước suối à? Lấy thêm nước suối đi em ơi. Lấy thêm nước suối trà đá đi. Cái này là cái chân. Đúng rồi. Cái đùi, cái đùi, cái đùi. Miếng ngon nhất của con dúi luôn chị ạ. Mời cả nhà nhá. Rồi, Nga Sumo ra đòn trước đi. Nóng quá chị. Nóng à? Nóng lắm bờ. Nóng lắm bờ. Mời bạn đi, mời anh em đi. Anh em cứ chủ động nhá. Riêng dúi là phải có tí mắm tôm các bạn ạ. Mắm cơm của nhà hàng này làm ngon. Giờ Hải ăn sao ăn vậy vậy? Em mời cả nhà. Ui, em ơi, làm mơ.
Dài rồi. Đây rồi. Đấy. Cung cấp luôn. Đây có lâm mời luôn. Con dưới là rác sắp bên nhói rồi. Không, cái túi nướng ấy, thường nó hơi ra một chút. Tại vì nướng dạ, nướng miếng to vậy. Bây giờ túi nó mà quay lên nó dùng được. Em ơi, con túi này sắp biết nói chưa? Cái này hỏi chồng em à? Anh ăn thì sắp là khóa ấy rồi đấy. Nha. Món này sao giống như món của sáng nay của ông Hải. Đúng rồi. Sáng nay là anh em mình là làm tí là vitamin go go. Đấy. Món xào, lòng túi xào chuối ạ. À, cảm ơn em. À, chị xin. Đã đến lúc em nghĩ cái gì bún nó cho ra được rồi đấy. Ừ, đúng rồi. Chị ăn cái này. Cái đồ ăn nhiều quá. Để quan trọng là đồ ăn của chị. Ôi, đang nóng bốc khói luôn này. Đây, em xong thì để bớt cái... Bỏ bớt cái bát kia ra này được. Em bỏ cho dọn cho chị cái bát kia luôn. Này em, cho nó sánh. Này, cảm ơn. Rồi bà. Nào, ra đi. Xong nghỉ đâu? Dạ. Xong nghỉ ra đòn. Thôi ngày hôm nay ngày 20 tháng 10 thôi để bọn anh tự ăn. Mình quên mất hôm nay là ngày của chị em. Cả năm mình có một ngày này đấy, vất vả. Thôi cháu xin phép mời chú chút nhỉ. Chúc khỏe chú nhá. Chúc chú và mấy cả có kỳ em Nga là có kỳ nghỉ vui vẻ ở Sapa. Em xin phép là mời riêng hai anh rất là cảm động ấy, thực sự đấy bạn ạ. Tập cho vợ chồng em. Đấy phải có những cái dụng cụ như thế thì em mới có động lực để giảm cân đấy anh ạ. Chứ chồng em bảo là em cứ hứa với anh 2 năm nay mà em chưa giảm nào nào. Nên còn thời gian tập đâu anh. Trước kia là hứa giảm mà 2 cân là cho 100 củ. Ôi, cảm ơn ạ. Nhưng mà giảm đúng 2 cân phát lại tăng 5 cân ngay, lấy 100 củ phát tăng 5 cân. Người nào không hiểu. Đến lúc mà giảm rồi ấy, thì nó rất là khó khăn. Nhưng đến tầm mà mình ăn liền một tuần ấy, lại lên rất nhanh. Hiểu do cơ địa hấp thụ tốt. Nhưng mà đúng là anh chị có cái nhà to thế là nên có thiết bị ở nhà nó tiện. Chứ khi em hại anh lười đi. Đầu mình tập thể dục như kia nó cũng đấy lúc nào đến ngày nào mà trời mưa đó hai vợ chồng mình tập. Phòng luôn. Nhưng mà cái phòng gym nhưng của mình nhưng mà tập là phải rủ được nhau đi tập cơ chứ tập của mình cũng buồn ấy. Ở nhà rồi đủ thì đi đâu nữa chứ. Rủ nhau lên trên tầng cặp em. Cười. Cái ống. Đấy thì tập thể dục rồi bao hàng xóm không biết đâu. Nhưng mà mới đầu mình bảo là sắm cái phòng gym hiện đại một chút để tập tành. Nhưng cũng băn khoăn là không biết là sẽ tập như thế nào, ra làm sao. Mà may là cái ông Hưng này, ông hai em bằng tuổi ấy. Ừ. Sinh năm 86. Ông Hưng ông em bảo là sẽ có hỗ trợ, gọi có người chỉ cho cách tập cho đúng bài bản. Ừ. Mình chỉ lõm cái bụng mà thôi, còn mọi khác là cứ cái lồi ra. Nên mình cũng yên tâm. Thôi tôi xin phép bầu riêng các bạn cái nhỉ. Hai anh em cùng đi đi. Hưng và anh Giang. Dạ. Nào. À. Chứ là tôi tính cho ông thêm cái bài đùi vào đấy. À. Mấy lần tôi xem clip của ông thấy thấy ông leo với ông đi bộ là dưa cho chị đấy. Hơi kém. Đấy, kém. Ừ. Thế là tôi mới cho thêm một bài đùi vào. Thực ra là khi mà nhờ anh em thiết kế cái phòng gym cho ấy, thì cũng gọi là nhờ anh em tư vấn luôn cho. Vì Hưng thì cũng là một trong những khán giả rất là yêu quý kênh Sapa TV hay xem kênh anh em mình hết. Đấy. Còn hôm nay là tiếc anh cua không có đâu. Anh Hưng cua vừa thông báo là có khả năng là bận việc không ra được anh ạ. À thế à. Để xem. Để anh chống mắt xem có ra không. Anh em vào kênh anh cua, gọi anh cua ra đây hộ gái. Anh cua vừa bảo là không ra rồi, buồn quá. Này anh em chiến đi, đây là món hấp này. 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 Lấy cho vợ cái đùi nha. Em xin nha. Ăn đi. Em cũng không mong gì hết, chỉ mong là cuộc sống của tụi em mà cũng được phần của chị thôi. Ừ, đây là miếng đi em. Cứ ngoan để cái gì em có em ạ. Đây chị nặng ngoan. Nói chung là khi nào mà gọi dạ bảo phải vâng. Lễ phép, đúng không? Thế là mình sẽ có. Mời anh em nha. Đấy.
Anh em mình ăn cái này không phát không làm được xương nữ to nha. Dạ, nó có xương nhỏ trong lên. Này, ăn hết sức đều vừa nhá. Ừ, bột mì to mềm hơn này, em này. Bát này ngon lắm. Có à? Có. Cái bể dễ ăn không? Nhưng mà thơm nhá, cái này rất là thơm. Ăn cũng cần thơm quá. Cái hàng suối này được cái hàng thiên nhiên ăn ngon. Bạn đã gặp Phan Diễm chưa? Ra đòn cái đi. Phan Diễm và Phạm Dung. Con xin phép là kính chúc sức khỏe của ông ạ. Chắc ông cũng xem qua con trên màn hình rồi đúng không? Ngoài nhìn xinh hơn không nhỉ? Sao em? Có một là ngày gần nhất là con muốn mời cả ông bà với em Đức là đi ra Sapa chơi, cả gia đình ra Sapa chơi, ghé thăm. Nhà con có cả nhà nghỉ, nhà hàng hết ở trên đấy. Nên là ông không phải lo. Nhá, chúc sức khỏe ông bà. Hai chục tụi con hay ra Sapa là vậy đó. Tại vì chỗ ăn chỗ nghỉ thì không phải lo chưa? Chị lo. Chị lo. Mình ra ngoài này vừa đi set up gym. Nhưng mà được cái hai vợ chồng tiếp đón là nhiệt tình quá. Nào. Mình nhân tiện đây mình mời hai cô gái xinh đẹp. Ai, đánh đánh hai cô gái miền Tây. Miền Tây. Cô gái miền Tây ạ. Anh cũng có xem qua hai bé. Dạ đúng rồi em ạ. Chút khỏe nó anh lại quan trài thế nhỉ. Hay đi chơi bời đàng hoàng nhỉ. Nay 20 tháng 10 quất bú xua lên đi. Ngon quá. Anh em thầy cứ ăn chủ động nhá. Cứ lấy đồ nhá. Đấy, làm miếng ba chỉ này, đùi này. Mọi người ăn gì thì mọi người cứ chủ động lấy thôi. Đấy. Anh em thấy không? Hôm nay đem vào buổi sáng thấy lạnh mình rồi. Vâng. Chuẩn bị ở giao mùa anh ạ. À? Lúc nào cứ gần đến ngày sinh nhật em nên là nó lại lạnh lạnh này á. Ừ. Thôi em nghĩ là chị cũng đừng nhắc về sinh nhật nữa. Tại vì cái quà sinh nhật cái nhà to quá rồi. Nên là sinh nhật thì chắc là chị mà nói nữa cho em Hải anh bỏ đi. Đi tìm hơi khó đấy. Ừ. Ngon. Rất là ngon. Mắm tôm nhà hàng này làm ngon ghê. Ăn chung bồ. Dạ. Ăn chung bồ. Ăn vừa miệng không? Ngon. Ok không? Dạ. Cái mắm tôm này là tiên ăn mấy như là phi lên nhỉ? Đúng rồi. Đúng rồi. Lên là mà chấm nước không? Không, mặc chán cơm. Để nhiều nhà ấy, là làm mắm tôm này. Nhà họ là cho mắm tôm sống. Nhưng mà sở thích của Hải là sao? Không. Mắm tôm quánh đi xong rồi cho một chút mỡ nóng á. Rội vào chứ đừng chưng nhá. Chưng lại hỏng ngay. Chưng quá là không được. À, rội mỡ vào là được thôi. Thế nó mới ngon. Đánh gì này? Rát vàng ấy. Rát vàng. Vừa lên công trình anh em rát vàng hết cả vào mặt. Đây còn là đây là món giả cầy thấy không? Đây là chiến đi nhá. Nga sumo đây anh lấy miếng nữa này. Đây đây là miếng ba chỉ này. Đấy. Đây. Vậy ở đây lấy cho em miếng bốn chỉ này. Bốn chỉ. Cho Nga ba rồi nó vợ bốn. Đây xong rồi. Năm chỉ. Hai chỉ. Nhắc đến chỉ miệng nhớ đến vàng nhờ. Bố số 9. Ngon lắm anh em ạ. Ngọc cây. Anh ơi, hoa không tặng ngay tí tính quy ra chỉ cho bọn em được mà. À được. Thoải mái mà, chỉ tí mình mua quận ấy. Chính tỏ vợ rất đảm đang kiểu thích may vá. Anh em chiến đi, anh. Nóng nóng. Nhưng mà có một cái yên tâm là mấy ngày tới anh em là về đây chơi đều không lo đồ ăn. Em thấy xung quanh nhà mình ấy toàn nhà hàng ngon không? Đúng rồi. Sáng nay là dẫn bác với lại chị Nga là đi ăn cháo lòng kế bên nhà không mà bảy Kim Hải đi ăn. Ngon không? Ngon mà ăn có hợp không? Cô Mỹ Nương Trọng Thủy. Mỹ Nương Trọng Thủy. Cô Mỹ Nương nói thiệt mà. Cô tên Mỹ Nương chồng cô là Trọng Thủy. Đúng rồi. Chồng không? Chú không phải tên Trọng Thủy mà cô nói là chú là Trọng Thủy trong lòng cô. Quá ngon. Chị hiểu rồi. Đúng 20 tháng 10 rồi. Đúng rồi 20 tháng 10. Sáng ngày lên cô. 21 thì nó khác ngày à? 21 là đúng mình đá ngay. Tới chỗ phòng đấy thì nắp ghép mấy ngày xong anh. Chắc mình làm được khoảng 2 hôm đấy. Hôm nay 20 à? Thế tầm 22 là giao được cái. Đang cố gắng là chiều nay mình hoàn thành khoảng 60%. Giờ lúc sáng các bạn lót thảm mà. Vâng.
chung là mai kiểu mình lắp những cái thiết bị mà tháo ra vì cầu thang nhỏ. Anh ơi, em mời hai anh em phòng gym cái nào. Chúc sức khỏe nhé. Chị mời bốn chị em gái em nhỉ? Dạ. Thôi, chúc chị em mình luôn luôn là xinh đẹp nha. Sao để ông lại lo ông cổ vũ chứ? Đấy. Ông cổ vũ, anh chị em lo. Anh mời đợi anh đấy. Đợi anh ấy. Ông để chỗ mình ấy. Đây, anh em này. Đang cái tầm này ăn cái món này xong nó vào. Thế chứ đi. Dạ. Không nhận ngon. Bây giờ cái hiếm là thực sự là rất hiếm cái trường hợp nào mà bố đi chơi với con. Dạ. Kể cả bố em, bố của cháu cũng vậy. Vừa dù đi chơi là hai bố con không đi cũng ít. Rất tuyệt vời, quý trọng cái tình cảm. Dạ. Tính sức khỏe. Món gì vậy chị? Đây là món lượn xào. Cho nhưng mà một số đứa không ăn thịt dưới. À được rồi. Em ơi, cho lượn xào ấy, bỏ nó vô cho ăn. Ôi, thơm quá. Em cảm ơn ạ. Đây. Đây, em bỏ cái này ra chị luôn. Lắm mơ tươi. Ba anh rủ đi chơi là đủ đứa ở nhà thôi. Nói chung là bóng. Bố cháu cũng thế, ít khi lắm rủ bố mẹ rủ đi không đi đâu. Xe tàu xe xe ấy. Tự ăn hết cái này á. Mà các ông nhá, như có cái đội bộ đội của ông hợp gu, nó đi chơi nhau thích, nhau đi với mình kiểu nhiều khi nào quay phim mà quay phim thì có phải là ai cũng thích lên hình đâu. Đấy, nhất là phụ huynh nhà mình ít. Ông này ăn uống giờ giấc không đúng với các ông bà. Không, anh em mình đi quay ấm thực ngoài giờ giấc thường là thấp thường. Dạ, rất là thấp. Có nhiều người chỗ đi chơi đẹp và muốn các ông đi trải nghiệm đấy. Nhưng mời hoài, mời nhưng mà không có đi đâu. Nhưng mà sau này nhỉ, con mình lớn lên mà mời vợ chồng mình đi đâu mình đi đấy nhỉ? Đây nhờ, anh nhờ. Ý là mình thích đi. Nó sợ lúc đấy nó lại rách mời. Mình tự xin đi. Mình còn cơ hội được đi với ba mẹ mình, cứ việc đi. Nó nói, tới lúc mà mình được hết tất cả rồi nhưng mà mình nhìn lại muốn đi với ba mẹ mình không đi được, cái là ba mẹ mình mệt, cái là đau yếu rồi, đâu còn cơ hội đâu. Nó nói cho nên đó là những kỷ niệm. Cái ăn tân gia xong em cũng tranh thủ về sớm thôi. Chị không tay luôn rồi này. Tranh thủ về đưa bố mẹ đi. À bố mẹ em chưa đi Sapa bao giờ đúng không? Dạ chưa. Đấy. Thế một ngày gần nhất nhỉ, đưa bố mẹ ra ngoài này chơi. Mẹ em cứ hỏi em khi nào về, mẹ em trả lời cái rồi bất lực không ạ. Đi ra ngoài Sapa, đâu có đi. Các anh em qua đi. Các anh em mời các anh này, mỗi anh em gắp một miếng nóng đi, xào mẻ nóng, ngựa. Ông ơi, anh mời ông. Xào đây nha, nga gắp cho ông. Mời anh em nha. Anh đi sang. Đây, gắp rồi. Có miếng to to vào. Miếng to to vậy ạ. Cứ ăn đi anh ạ, mang về gặp tiếp. Chị em muốn về một chị có. Hả? Chị mà vừa nãy lúc nãy đứng trò chuyện với cả Hưng ở dưới nhưng mà Hưng chưa cho số điện thoại. Nếu các bạn muốn set up phòng gym chuyên nghiệp hay là nghiệp dư gì đấy mà muốn một đồ nó uy tín, chất lượng, giá cả hợp lý thì cứ alo cho Hưng, Hưng có thể cho số hotline của công ty được. Mình số mình chuyển cho các bạn số để vì lâu nay ấy, các bạn dùng cái thương hiệu MPH Fitness thì tính ra là mình set up khoảng hơn 400 phòng gym trên cả nước rồi. Và cái tính sơ sơ buổi phòng gym khoảng 2-3 ngàn một trải nghiệm ấy thì mình cần hơn 1 triệu để được đạt từ 1 triệu người sử dụng cái thiết bị MPH ấy. Thì mình cũng muốn có mọi người sẽ góp ý cho mình để mình phát triển hơn ấy. Thì số góp ý của mình là số 0917 449 333, là mọi người có vấn đề gì góp ý giúp mình. Nga, số đấy có đặt hàng luôn được không? Mình cứ gọi cho mình hotline đúng không? Còn cái số đấy là để góp ý. Ông đọc lại lần nữa là 09 bao nhiêu? Nga, số đặt hàng là 0819007733. Đọc lại lần nữa nào. 0819007733. Rồi, ok, quá tuyệt vời. Giọng vẫn hơi chậm ha. Giọng này chắc là đi tán gái thì nhanh được gái lắm đấy. Dạ, thấy á. Nga cứ ăn đi nhá. Giờ mới nóng lên. Ngon, làm tí bi chuối đấy bạn ơi. Đây này. Bạn này, này bi chuối này. Bi chuối là mình cũng thích ăn kiểu nó mềm mềm như này này. Ôi, có thêm dĩa rau rồi đấy. Ăn hết đi, xong lại cho thêm rau rồi. Nó thơm. Ừ.
À, showroom của mình là ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, đúng không? Mình là chủ sở chính là 186 Nguyễn Thị Kiểu, phường Hiệp Thành, quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh. Cũng gần đây đấy. Ở đây mình có trưng bày 1.000m2, có nhiều series thì mọi người tới đây trải nghiệm, người lựa chọn phối đồ. Mình tùy chọn màu sắc, tùy chọn. Nào bạn set up cho anh em tôi nhé. Nó lấy mật khẩu Sapa TV được giảm 30%. 50 không ạ? 50 luôn. 50 đây mời ngay ly rượu liền. Tại vì đã Thành phố Hồ Chí Minh lại gần cửa hàng em, với lại là bữa giờ em đi ăn nhiều quá cần máy tập lên ạ. Cái nếu mà mọi người mà có mật khẩu là Sapa TV ấy, thì mình sẽ có những cái chương trình khuyến mại như là chi khấu cho là 10%. Anh em cứ lấy mật khẩu Sapa TV nhá. Anh em cứ mua, anh em cứ mặc cả giá thoải mái đi. Ngoài ra thì có thêm một cái thoải mái đi. Có thêm một vấn đề là mình sẽ tặng một voucher sử dụng cái dịch vụ miễn phí của Sapa TV. Anh em mình kết nối lâu dài 10 triệu đồng. Với đơn hàng bao nhiêu anh? Với đơn hàng tùy ý. Mua 1 triệu á, tặng 10 triệu. Cũng được. Cũng được. Diễm rất thông minh. Quan trọng là Diễm vui ấy. Nhưng mà tùy người mình thì không có thiết bị nào 1 triệu. Thì đó là áp dụng cho khán giả Sapa TV. Chứ còn mật khẩu lại là em gái Sapa TV phải khác nữa chứ chị. Không, em gái Sapa TV tí phải vào chỗ riêng, chỗ kín. 20 tháng 10 chúc cô luôn trẻ đẹp nhá. Dạ, em bán thật nhiều củ dừa vào. Em cho anh chơi đi, cho anh xíu. Ui, ngon quá. Ngày hôm nay ra uống rượu rất là vui luôn. Đấy, nghe là uống rượu ngày 20 tháng 10 nó ý nghĩa. Anh em vẫn ngày nào cũng ngày nào cũng 20 tháng 10. Chào lá đi em, ngày mấy không? Ờ, cảm ơn em. Thôi chị mượn một cái muôi. Tay mày run cầm cập ấy hả em? Chị ngốc đầu em ơi. Mày bị... Mày run nhá. Thấy anh đẹp trai quá, run à? Thấy cả ra hình như mình vừa trai vừa chị xinh gái thôi. Chú ơi, chú làm tí tiết canh chú đi chú. Tiết canh này... À, dạ. Đây em mời anh em nhá. Tiết canh này vừa nay mình để gần cái bếp ấy. Nên là nó nóng, nó long chân. Đây, mời anh em nhá. Chế đi. Để xem. Lúc nay cứ xem qua màn hình ấy. Bây giờ mình xem. Này các bạn thực tế là thấy ăn không rất ngon. Cầm món tiết canh chú em thích lắm. Anh tí bún của chị nghe. Dạ rồi. Dạ. Đây có miếng chanh anh ạ. Đây có cả lạc mà anh ơi. Đây có bụng mới này, đưa đưa có bụng. Dưới đó mà bé. Em cũng thế. Dạ. Nên gì ăn? Đây. Nhiều. Làm bát cơm. Ngon. Trước khi ăn thì anh... Mày nha. Chúc sức khỏe em. Xong đấy là anh nhờ Nga hướng dẫn cho anh cách ăn nha. Ông mà hỏi nhờ Nga hướng dẫn, mà Nga hướng dẫn xong một phát là bạn hiểu là không còn một cái bát nào. Khả năng Nga của Nga ăn là 47 bát là mắt mình chứng kiến luôn. Mà vẫn có thể ăn thêm được, nhưng mà chỉ ăn thế thôi. Mà cái bát đấy là nó sẽ to gấp đôi cái bát này. Kỷ lục đấy. Ở Việt Nam mình nếu mà mình chưa gặp ai như Nga. Mấy anh em mình cùng ăn đi. Này. Đấy. Anh ăn đi anh. Rồi. Thôi trước khi ăn thôi, mình cũng mời ba bạn nha. Ba bạn. Dạ, ba bạn. Đâu chén của em. Dạ. Chị em trên TV nhiều rồi, hôm nay mới gặp. Sức khỏe anh ba. Tôi thấy là cũng phải tăng trưởng này mà. Đấy. Đúng không? Đúng rồi. Ôi, nhìn này, anh ăn. Ôi. Ôi. Đúng là ông chủ một cái bát này ăn hai ăn hành như thế rồi. Đó là ông chủ hãng chuyên tập thể thao khác không ăn cũng được đấy. Nào hôm nào tôi vào Sài Gòn tôi rủ ông đi review của tôi nhá. Tuyệt vời luôn. Ăn được đấy. Rồi, cũng tôi nếu mình nhậu á thì anh em bảo tôi là vua ăn. Được. Đây. Vua này phải gặp đấy. Mời anh em nhá. Ngon đúng không? Anh Hải em đố anh Hải nha. Nhìn Nga xuống mua ăn cái đùi đã thật đấy. Mỡ này. Đấy, nó thích cái khoản mỡ mỡ này. Đấy. À. Ui giời. Bột đỏ hết một cái đùi rúi luôn. Thôi Diễm ơi. Em lụm nó lắm. Dạ thôi, dạ đây. Đâu anh phải kiếm cái đùi. Em vừa ăn cái đùi nào đây? Em ăn những nó bên đây được rồi. Đây là hạt sống. Đây này ăn này.
đấy. Đây, mời anh em nhá. Ngon lắm anh em ạ. Em không? Mới mang hạt tỏi hạt tiêu lên, bây giờ anh lấy tiết canh cho má. Anh em mình ăn xong rồi. Nó mới mang hạt tỏi hạt tiêu lên. Đây, 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 còn nhiều lắm. Rồi, cái này đùa thôi, ok, anh cảm ơn nhá. Nếu em thích gì vẫn còn nữa để mang lên. Chuối. Đây là món nam chuối. Đây là lòng rúi xào chuối này. Món này rất là ngon luôn. Mời mọi người, mỗi người thưởng thức tí đi. Này. Đó. Kia là hai đĩa nha. À, ui giời, một đỏ của mình gần hết đĩa luôn. Mời anh em. Ngon. Nhưng mà chuối thì mình có nổi tiếng là chuối nấu thịt cầy phú thọ. Như là có nấu mạnh hay không? Ngon. Ngon. Chuối này là cái chuối tiêu ấy. Quả chuối dài ấy. Ngon quá. Đấy. Anh em thấy không? Anh em cứ ăn uống thoải mái không vấn đề gì cả. Ăn uống xong khách có bên phòng gym người ta thiết kế. Ăn xong đi rồi về tập nhá. Mời anh em mong. Con đang phát động cả mâm một cái đi. Này. Đúng theo khoa học thì mình một ngày mình phải dành cho 30 phút cho thể dục đấy. À thế à? Nhưng mà bọn tôi thật sự là bọn tôi một ngày cầm máy quay cứ đi lang thang á, một ngày tôi dành 5 tiếng để tập rồi. Tay của ông bây giờ nó cũng bự ấy. Nên là bây giờ ông thấy cái bắp tay của tôi này, chuột. À. Cái tay còn bằng tay con. Này cũng tập khỏe đấy. Nó chụp chụp nước luôn. Chụp đồng đá. Chuột đồng với chuột cống. Chuột cống là mình kia. Anh lại nhắc đến chuột, bây giờ ở dưới chỗ Thái Bình quê hương của mình ấy anh. À, em. Ờ. Anh em đang gọi là đang mùa chuột rồi đây. Rồi, chuột này ngon chưa? Thái Bình đúng có chuột nữa. Đùi này. Ừ. Wow. Anh em ăn thì cứ chủ động lấy nhá. Nhiều anh em cứ bảo là bởi vì là mình tập trung quay có anh em thôi. Sợ anh em quay đi quay lại hết. Tụi em bên đây là bạc kim ngon lắm, yên tâm là khó lo cho tụi em. Cái nước chuối này ngon lắm. Tiên anh lấy không? Em lấy cho. Em ăn, ăn đi. Em lấy cho anh ăn. Lấy cho anh đi. Anh cho chị Nga chăm sóc cho hai anh phòng game đi. Rồi, 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 rồi em lấy cho. Bác ơi, ăn rửa cho bác. Dạ. Mấy khi ngồi gần em xin gái. Anh Giang này có vợ con gì chưa? Có, anh có rồi. Mình có hai cháu. Một trai một cái. Lúc sáng em gặp anh Giang em nói nè, thử cho anh Hải với chị Nga với Song Thủy với chị Tiên nhìn thử em. Em bảo là anh Giang nhìn có nét giống Sắc Hưng ấy. Sắc Hưng ở trên đấy à? Dạ, có mặt với anh. Sừng đen. Giống, đúng không? Có nét. Ngấy, ngon chưa? Thấy cặp trai hơn. Ngấm mồm. Rất là ngon luôn anh à. Chiến em lo. Mà tìm làm ăn dúa mà nấu ngon kiểu này á. Ui. Hơi nóng. Hơi nóng cũng ngon. Món gì cũng ăn ok nha. Trong mấy ngày từ giờ đến khoảng 25 thì mình sẽ ở quanh nhà đó các bạn ạ. Nên là các bác nào mà có đến đây chơi giao lưu cùng với Hải thì cứ alo cho Hải vào số 056 345 6789 nhá. Được không? Xong thì đâu, mời các anh em lên đi. Nào các anh bố trí phòng gym cho. Em mời anh nha. Em cũng không biết uống rượu. Vậy là mời anh Giang trước đi. Mời luôn hai anh. Anh Hưng. Anh Hưng thôi để em. Nghe luôn vào ngay đi. Đó, em gấp cho Diễm. Đây, ủa? Diễm đây, mời em tính nói chơi đó. Dạ, nói em xin phép là mời anh Hưng được ạ. Còn anh ngồi không, hai chồng với nhau cái nhỉ. Cảm ơn món quà của anh dành tặng cho em nhé. Chúc anh nhiều sức khỏe. Ngon.
Không, món quà là nó rất là no bụng, nó rất thiết thực. Chà, có tay chưa? Khách sáo quá. Tí về là nói thật với các bác là tí về phi thẳng vào nhà vệ sinh làm hai chợ quần áo. Hôm nay 20 tháng 10 tỷ lệ Việt Nam 80% giặt quần áo. Nào, 80% vào đâu? Thế ở nhà anh có phải giặt quần áo bây giờ không? Có chứ. Chứ không giặt thì mặc bằng cái gì? Đấy. Ai không sẽ như ai? Thế là anh đi giặt quần áo cho vợ con ấy. Anh ở nhà vợ đâu nói gì đâu, nhưng mà cứ bảo anh cắt nhà là... Tập vào. Chú ơi, chú ăn có khỏe lên nhá. Mới làm hết chứ, cầm rồi. Dạ. Làm thêm bát tiết canh đi chú. Cầm rồi. Thôi, có khi là bây giờ phát động cả nhà một cái đi. Xong rồi xin cảm ơn bạn Hưng, anh Giang ở đây. Chú. Hưng Giang. Hưng Giang. Hưng Giang. Hưng và anh Giang. Là anh Hưng Giang. Anh Giang này trước quen chị Mai đấy. Dạ. Dạ. Dạ, chú có phải ạ? Dạ, em mời. Mời thầy nhé. À, không, dưới quê mình cũng có người mà em nhà gì lấy bạn ấy tên là Mai, lấy một em đã tên là Giang, là Giang Mai, rất là nhớ. Cho anh tí bún à? Anh bún anh dưới cái nước này vào, ok. Giá cay ha. Ừ. Đấy. Ui. Được em gái. Hôm nay là nhân dịp 20 tháng 10 các em gắp cho bún nó cũng khác đấy. Đấy. Ăn đây này, hồi sức về có sức phơi đồ. Thật sự là ăn như này các bạn biết rồi đấy, về có sức để phục vụ ai các bạn biết rồi đấy. Đều phục vụ chị em hết. Này, mời anh em nhá. Được, cực kỳ ngon, sánh. Ăn cái rúi này là nó ngon nhất ở cái nước sốt này. Vì bao nhiêu cái chất ngọt, cái ngon ở trong cái thịt cái rúi nó đều tiết ra đây hết. Ngon quá. Bạn thêm tí ngựa. Bạn ăn bùi bùi với nhá. Rồi. Tự nhiên ạ. Ở quà 20 tháng 10 lúc sáng tặng vợ 12 cái thùng. Hả? Ngang công hay công container 20. Khoảng 12 thùng, bắt thùng sáng. Quà tinh tinh rồi. Quà tinh tinh hai lớp à? Chưa không mừng ngồi đây này khó lắm mà. À, chị em này rất do văn luôn. Đấy, Huỳnh không biết là thích cái gì, mấy lần cũng mua quà rồi nhưng mà toàn không đúng ý đâu. Tự nhiên là thấy không vui. Thôi kiếm tiền là thích hợp. Thôi nhưng mà chồng mình đưa tiền cũng tỉnh đòn ấy. Tại vì tiết mình cũng không hay tiêu cái gì, toàn mua đồ về nhà hết rồi. Đây khó nói lắm. Thôi nhưng mà hôm nay là tuyệt vời. Cảm ơn chú Nga Sung Mô cũng như là Diễm cả Sông Hỉ. Cảm ơn bạn Hưng cả anh Giang rất là nhiều. Hôm nay thì mình xin phép kết thúc video ở đây, còn mai ngày kia phòng gym khi nào mà nó hoàn thiện xong mình tiếp tục quay chia sẻ các bạn. Các bạn xem mình tập thể dục kiểu gì nhé. Giờ thì mình xin phép kết thúc video ở đây. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn lại tất cả các bạn vào những video kế tiếp của anh em mình nhé.